Kính thưa quý vị, trong khi thế giới đang hoảng loạn, chưa tìm được cách để chặn sức lan lộng của đại dịch coronavirus, thì ít nhất 3 điều đã được rút ra từ những ảnh hưởng ngoài tiến liệu mà trường đại dịch mang lại, đó là y tế, thương gia và chính trị. Có thể nhìn thấy cuộc tấn công này đang dẫn đến những chuyển động thay đổi toàn diện của thế giới. Và trên thực tế thì sẽ còn những trường đại dịch như thế này, nó đã, đang và sẽ ảnh hưởng nhiều trong tương lai. Trong chương mục bình luận xã hội ngày hôm nay, thì Vương Trâm mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu đến bài viết Rút ra gì từ những ảnh hưởng ngoài tiên liệu của Covid-19. Một bài viết của tác giả Mạnh Kim. Mời quý vị cùng theo dõi. Đại dịch cấm phụ hán, lan cực nhanh như cháy rừng. Trong khi thế giới hoảng loạn chưa tìm được cách chặn sức lan rộng đám cháy. Và ít nhất là ba điều đã được rút ra từ những ảnh hưởng ngoài tiên liệu mà trận dịch mang lại cuộc tấn công này gây ảnh hưởng toàn diện của coronavirus đang dẫn đến những chuyển động thay đổi toàn diện. Hệ thống y tế phải nhìn lại. Các quản lý của hệ thống chăm sóc sức khỏe phải nhìn lại. Giao thương phải nhìn lại. Cai chính trị cũng phải nhìn lại. Thứ nhất là về an ninh y tế. Quan trọng như an ninh quốc gia, vấn đề lớn nhất liên quan đến y tế đối với trường dịch kinh hoàng đang diễn ra không phải là thuốc men, phương tiện kỹ thuật hoặc trình độ của y bác sĩ đáng chú ý hơn cả là hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chính sách liên quan. Queen Âu vào ngày 8 tháng 3 2020 đã cho biết giới bác sĩ châu Âu đang phải lo lắng về khả năng chuẩn bị trước trận dịch của hệ thống y tế châu Âu. Đức và Pháp đang thiếu thiết bị bảo hộ cho y bác sĩ và nhân viên y tế, cũng như phương tiện xét nghiệm, Nhân bệnh cho những ca chăm sóc đặc biệt và thiết bị thở cũng thiếu. Đức hiện có số dân bệnh nhiều nhất Liên minh châu Âu tính theo đầu người, trong đó thì có 28.000 dân bệnh đã chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, thì sự căng thẳng đang bao trùm cả hệ thống y tế Đức là khả năng thiếu bác sĩ và nhân viên y tế khi họ theo quy định phải bị cách ly nếu trước đó tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Tại Pháp, thì dù chính phủ đã thông báo sẽ gửi khẩu trang cho các bác sĩ toàn quốc, nhưng đến nay vẫn không có nhiều bác sĩ được nhận. Hệ thống bệnh viện công đang sụp đổ, và một tuyên bố chung của 70 giám đốc bệnh viện tại Paris, Dantre Le Monde vào tháng 11 năm 2019 đã cho thấy hệ thống bệnh viện công tại Pháp có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng nếu đại dịch đổ bộ vào nước này. Và nói cách khác, thì không chỉ nước nghèo, những nước phát triển cũng sẽ gần như không hề có sự chuẩn bị cho một trận đối phó với một trận dịch đại dịch, dù bóng ma hiểm họa này đã từng được cảnh báo nhiều lần từ nhiều năm. Và với Trung Quốc, nếu vấn đề đáng chú ý là sự phản hồi chậm cũng như việc phân bổ ngân sách không ổn định cho công tác phòng giống dịch bệnh. Và ghi nhận của South China Morning Post vào ngày 9 tháng 3 năm 2020, và ngân sách y tế Trung Quốc đã tăng 10 lần kể từ năm 2002 khi dịch bệnh SARS bùng nổ. Chính sách quản lý y tế theo quy mô Liên Xô đã thay đổi và điều chỉnh kể từ đó, nhưng hệ thống chăm sóc y tế Trung Quốc vẫn nặng tính quan liêu và chịu sự áp đặt của kiểm duyệt thông tin mở cho đến tháng 4 2003, thì năm tháng sau khi SARS đầu tiên được ghi nhận, thì cơ quan phòng chống dịch bệnh quốc gia Trung Quốc, CDC Trung Quốc mới ra thông báo gửi đến các bệnh viện. Và với trận cúm coronavirus 2020, thì phản ứng Trung Quốc như đã biết, thậm chí còn tệ hơn. Không như cơ quan phòng chống dịch bệnh quốc gia Hoa Kỳ, CDC, thì Trung Quốc không được phép hoạt động độc lập với các cơ quan chính phủ mà phải nhận lệnh từ Ủy ban Sức khỏe của nhà nước và trong khi Trung Quốc có mạng lưới phòng chống dịch bệnh nhiều nhất thế giới 3.433 trung tâm, thì tính đến cuối năm 2018 thì với khoảng 60% trong số đó nằm ở nông thôn, thì ngân sách cho các trung tâm này thấp hơn nhiều so với các cơ quan trung ương ở những quốc gia phát triển. Theo tổ chức phát triển của hợp tác kinh tế OECD, thì năm 2017 thì Canada chỉ nhiều nhất cho phòng chống dịch bệnh với 6,2% trong tổng ngân sách y tế quốc gia. Phần Anh là 5,2%, Ý là 4,2%, Mỹ thì 2,9%, 11 tỷ đô la. Trong khi đó thì Trung Quốc chỉ dừng ở 2,3%, tức là 4,2 tỷ lệ, ở tương ứng với 4,9 tỷ đô la. Cân sách y tế của Trung Quốc chủ yếu là dành cho bệnh viện công và bảo hiệu sức khỏe hơn 70%, chứ không phải là phòng chống dịch bệnh. Vào năm 2018, thì cơ quan phòng chống dịch bệnh ở Hồ Bắc, nguồn gốc của ổ dịch COVID-19 cũng đã được giao vỏn vẹn là 67 triệu tệ là 9,3 triệu đô la và tức là 0,09% tổng ngân sách y tế của tỉnh. Và với chiếc gia là 60 triệu dân, thì ngân sách phòng chống dịch bệnh chiếm vỏn vẹn là 0,206% tổng ngân sách y tế. Năm 2013, khi xảy ra dịch bệnh, thì sĩ xài cho vỏn vẹn là Vũ Hán là vọt lên 97,7 triệu đô la. Vào năm 2018, thì ngân sách thiếu đã khiến cho nhân viên CDC cũng hụt Trung Quốc cần ít nhất là 1,75 nhân viên CDC cho mỗi 10.000 nhân. Nhưng con số này là 1,4 tỷ lệ nhân viên CDC tại nhà địa phương Trung Quốc, thậm chí là thê thảm hơn. Ở quận Phi Ngung, Quảng Châu, chỉ có một nhân viên CDC trên 29.700 dân. Ở Mỹ cũng có khối chuyên đang gây tranh cãi. Chúng ta cần phải khẩu trang, và chúng ta cần máy thở, và chúng ta cần gấp. Theo nghệ sĩ Patty Murray, vào hôm 3 tháng 3 2020, Washington Post đã cho biết năm 2005 thì giới chức liên bang nước này đã tính ra ở một đại dịch như vậy thì trận cấm 2018 sẽ có hơn 740.000 người dân mà cần máy thở. Và tính thời điểm hiện tại thì Mỹ có khoảng 200.000 máy thở. Thì các cơ sở y tế và kho dữ liệu trên mỹ thì những vấn đề rất lớn đối với Mỹ hiện nay là tốn chi phí về y tế, một ác mộng đối với người dân. Thì theo một thăm dò của Đại học Chicago và Quest Health Institute đã nhân diện 2018 theo hầu hết người Mỹ đều ngán trả tiền cho chăm sóc sức khỏe. khảo sát cũng cho thấy, thì có đến khoảng 4% người Mỹ né đi xét nghiệm hoặc chữa trị và 44% không dám đi khám bác sĩ khi bệnh hoặc thương tật. một trong những người Mỹ như vậy là Osmael Artes Acus. chỉ khi trận cúng phụ hán bùng nổ, theo Acus mới ghi nhận bệnh khi đến trở về từ Trung Quốc vào tháng 1 2020. vì mua gói bảo hiểm cấp thấp, nên Acus chỉ yêu cầu xét nghiệm thông thường và được thông báo bệnh cúm chứ không nhiễm coronavirus và hóa đơn của xét nghiệm là 3.270 đô la. Và cho biết thì hiện có hơn 27 triệu người Mỹ hoàn toàn không có bảo hiểm y tế. Vào thượng tuần tháng 3 2020, thì một nhóm luật sư và chuyên gia y tế đã gửi thư yêu cầu các nghệ sĩ làm sao phải bảo đảm cho rằng mọi người dân có thể tiếp cận đầy đủ việc xét nghiệm coronavirus và kể cả người không có bảo hiểm và thống báo New York Andrew Cuomo đã yêu cầu các nhà cung cấp bảo hiểm New York phải sang sẻ và tổn chi phí xét nghiệm vì chúng ta không thể để vấn đề chi phí là rào cản cho việc xét nghiệm COVID-19 đối với bất kỳ người New York nào. Andrew Cuomo đã đăng trên Twitter vào ngày 2 tháng 3, 2020, cho biết. Chính phủ liên bang cũng đang xem xét dùng các chương trình khắc phục thảm họa quốc gia để bảo hàng cho các bệnh viện và bác sĩ trong việc chữa trị những bệnh nhân nhiễm COVID-19, không có bảo hiểm. Vào ngày 4 tháng 3 2020, thì Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua gói ứng phó COVID-19 với 8,3 tỷ đô la. Tuy nhiên, thì về lâu dài, chính sách bảo hiểm Mỹ cần được điều chỉnh. Vấn đề này lớn đến mức nó luôn trở thành một thứ vũ khí chính trị mà Cộng hòa lẫn Dân Chủ bùng để chặn nhau. Bất luận thế nào thì, như Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Manbass đã viết trên Financial Times, thì tất cả chính phủ thế giới cần phải tăng cường để vấn đề an ninh y tế. Phải xem vấn đề y tế của quốc dân quan trọng không thua an ninh quốc gia. Chi phí cho việc nâng cấp hệ thống về phòng thủ an ninh y tế chẳng là bao so với tổn về chi phí đối phó đại dịch khi nó xảy ra. Những nghiên cứu gần đây cho thấy thì hầu hết các nước chỉ trung bình là 1,69 đô la một người để đạt mức có thể chấp nhận được khi công dân để chuẩn bị ứng chiến cho một trường đại dịch. Và với hầu hết các nước, con số trên không chiếm đến 2% ngân sách chăm sóc y tế. Thứ hai là tức thì và minh bạch. Thì bài học lớn nhất từ trận đại dịch COVID-19 là khả năng ứng phó tức thì và thông tin minh bạch. Chăm một chút đã có thể gây nhiễm nhiều ca tử vong và giấu giếm một chút cô sẽ không làm thay đổi được nguy cơ tử vong. Bất đồ lây truyền và hủy diệt của coronavirus kinh khủng đến mức gần như nó có thể xé thoạt mà tấm màn che giấu. Chưa bao giờ có một sự kiện toàn cầu nào như trường đại dịch này và khi mà quốc gia này theo dõi sát quốc gia kia và sai lầm của chính phủ này là bài học tức thì cho một chính phủ khác. Và chính phủ nào coi tin rằng vấn đề y tế quốc gia không hề liên quan đến an ninh quốc gia thì hậu quả đối với quốc gia đó ngày càng một cách nặng nề. Trung Quốc hẳn đã hiểu rõ hơn ai hết với cái giá phải trả khi tin rằng mô hình ổn định xã hội phải luôn được nâng lên ở vị trí cao hơn sinh mạng của người dân. Quốc gia thứ hai đang gạm giám bài học này là Iran. Vào ngày 19 tháng 2 năm 2020, thì Iran đã bắt đầu xuất hiện những ca nhiễm coronavirus tại thành phố Qom. Tương tự Trung Quốc, thì những phản ứng nhanh nhạy của chính phủ Iran là mệt mồm dư luận. Và tệ hơn là Bộ Y tế đã trừ chối thiết lập khoanh vùng, kiểm dịch trong nội thành cũng như ngoại vi. Cho đến thời điểm này, theo Iran là quốc gia có tỷ lệ viên chức chính phủ bị nhiễm coronavirus nhiều nhất thế giới. Tại sao vậy? Bởi vì hai ngày sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, vào ngày 21 tháng 2, Tehran vẫn tổ chức bầu cử với ứng viên bao gồm thành phần tinh hoa được chọn lọc sẵn. Đi khu bầu cử được đồng đảo đồng bào hưởng ứng. Chính phủ Tehran đã kêu gọi người dân tiêu bầu rằng chính quyền sẽ trừng trị những kẻ nào gieo rắc tin đồn về trận dịch. Và cuối cùng thì chính bộ máy chính quyền cũng là những người đã phải trả giá đầu tiên cho hành động giấu giếm dịch bệnh. Thật vĩ mai, thì họ cũng đồng thời trả giá cho mô hình chính trị độc tài khi tổ chức những màn biểu diễn phi dân chủ ngay cả thời điểm mà coronavirus đang nhảy múa khắp đất nước họ. Và tính đến ngày 9 tháng 3 2020, thì Iran đã có ít nhất là 237 người đã tử vong và 7.161 ca nhiễm coronavirus. Và ít nhất là 24 người sĩ, khoảng chiếm 10% quốc hội, đã được xét nghiệm là dương tính. Thứ ba, là thay đổi công thức giao thương toàn cầu trong nhiều thập niên kể từ khi thế giới bước vào kỷ nguyên toàn cầu hóa, thì người ta gần như chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện trữ hàng. Chuyện liên kết giữa các nguồn cung ứng, lẫn nguồn phân phối, với liên thông sâu sẻ thì sự phát triển kỹ nghệ, hàng không lẫn như công nghiệp vận chuyển, bây giờ lại đang tạo sự hiệu ứng, domino, chết chùm. Bởi tổn thất về kinh tế coronavirus có thể lên đến 2,7 ngàn tỷ đô la, tương ứng với tổng GDP của nước Anh và theo ước tính của Lopez vào ngày 6 tháng 3 2020, thì thuộc Trung Quốc đã thật ra đã được không ít những quốc gia nhắc đi nhắc lại nhiều năm. Nhưng thực tế là không đơn giản. Vào năm 2019, thì Trung Quốc nhập cản số hàng hóa trị giá tổng cộng là khoảng 2,1 ngàn tỷ đô la. Từ sữa của Starbucks đến gà rán chùm, Trung Quốc cũng là nơi gia công lớn nhất của thế giới. Với các công ty đa quốc gia, và Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã cho biết, chỉ riêng công nghiệp dược phẩm của nước mình đã chiếm phải 80% nguyên liệu nhập thô từ Trung Quốc và châu Á. Và tương tự thì khoảng 80% dược phẩm bán ở Mỹ đều được sản xuất từ Trung Quốc. Mức độ liên thông giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc cũng tạo ra những ảnh hưởng đối với các nền kinh tế nhỏ hơn khi mà nguồn thu của họ là như một trong hai hoặc cả hai thị trường này. Vào tháng 2 năm 2020, Fiat Chrysler Automobile đã nói rằng một nhà sản xuất xe hơi của họ ở Sepia đã phải ngừng hoạt động vì không thể nhà phụ tùng từ Trung Quốc. Các nhà máy của General Motors ở Michigan và Texas cũng có thể làm vào tình trạng tương tự. Và muốn thoát được, lệ thuộc vào Trung Quốc dường như là điều bất khả. Và ít nhất là trước khi xảy ra trận dịch, Washington vào ngày 8 tháng 2020 đã cho biết, để tránh và lây cuộc chiến thương mại của Mỹ-Trung, thì nhà sản xuất video game Nintendo ở Nhật đã phải chuyển một phần của dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tuy nhiên, thì nhà máy ở Việt Nam ở Cotenero cũng đã phải nhập linh kiện từ Trung Quốc. Và dù thế nào đi nữa thì coronavirus cũng buộc người ta phải nghĩ lại. Một loạt công ty đang được chỉnh cách thức kinh doanh cũng như tính lại nguồn cung ứng, tìm kiếm thị trường. Một thế giới hậu coronavirus có lẽ sẽ có có thể trở lại nguyên bản như trước thời điểm xảy ra dịch bệnh. Kính thưa quý vị, để theo dõi các chương trình thì quý vị có thể vào trang Facebook tin Mừng Cho Người Nghèo hoặc vào trang Youtube Chọn MNTV để xem những chương mục đặc sắc khác của chúng tôi. Và khi xem quý vị hãy nhớ bấm subscribe cho MNTV và hãy nhớ bấm like cho trang Facebook tin Mừng Cho Người Nghèo. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc quý vị và gia đình ngày mới an bình, vui vẻ. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. mai.